Trước mắt quý bà con, đây là xương và cá đã được phơi khô. Và bây giờ chúng ta sẽ thử thách nghiền các loại cá khô này ra thành dạng nhỏ mịn bằng chính dòng máy nghiền đa năng Takeo TK10 để xem máy có làm được hay không. Vâng, và chúng ta cũng cho cá vào và bật công tắc, sau đó là mở máng ra để cho cá xuống. Vâng, và kỹ thuật viên đang cho cá xuống để cho máy nghiền, và chúng tôi đang thử sử dụng sàng nghiền 2 ni. Bà con cùng chờ đợi xem máy sẽ có nghiền được hay không nhé. Và máy nghiền rất là hiệu quả, bà con có thể nhìn thấy là nguyên liệu đang đùn ra. Máy sẽ nghiền nát hết tất cả các loại vây xương cá khô và kể cả thịt cá ra thành phẩm. Đây, bà con cùng xem thành phẩm thực tế sau khi nghiền bằng máy nghiền đa năng buồng thẳng Takeo TK10. Ra nghiền xương cá ra là rất đẹp. Bà con có thể nhìn thấy là cái nguyên liệu ra nhìn như giăm bông của thịt heo vậy. Nếu như bà con có nhu cầu hay quan tâm đến sản phẩm, hãy liên hệ đến Thế Giới Máy để được hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn. Xin cảm ơn bà con đã xem video. Xin trân trọng hẹn gặp lại bà con.